Không sát sinh, làm sao đuổi được muỗi trùng đi? Phần phụ lục. Hỏi: trong nhà tôi có rất nhiều côn trùng muỗi, ruồi, kiến, gián, vân vân. Có thể giết nó không? Nếu không thể thì phải làm sao? Trong kinh Phạm Võng Phật dạy: không được cố ý giết tất cả sinh mệnh. Thế nên mọi loài có mạng sống đều không được giết. Vậy phải làm sao? Để tôi kể hai câu chuyện này cho các bạn nghe. 13 năm trước tôi ở trung tâm thành phố, nhà có rất nhiều muỗi, kiến, không riêng gì nhà bếp mà cả thư phòng và phòng ngủ của tôi cũng bị kiến bò lên mình, hết sức phiền toái. Cho dù tôi dùng đủ loại thuốc giết chúng đều không có tác dụng. Thậm chí tôi phải rắc mật ong hay đường cát ở trong sân, đợi kiến bu quanh thì chế nước sôi hại chết chúng. Dù kiến bị tôi giết hàng ngàn hàng vạn, nhưng chúng chẳng ít đi mà còn tăng nhiều hơn. Tức nhất là để tránh kiến bò lên thực phẩm nơi bếp, tôi đã treo thực phẩm lên dây kẽm, thầm nghĩ kiến sẽ không đến được. Nào dè, hôm sau khi tôi hạ thức ăn xuống thì chúng đã bu đen. Phiền quá, nên tôi đem giỏ thức ăn ra để ở sân, dùng tờ giấy báo cũ đốt rồi bỏ vào giỏ, thui cho kiến chết. Lúc đó tôi chưa biết Phật Pháp. Sau khi bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp rồi, tôi hiểu là không nên sát sinh, nhưng vẫn còn ăn tam tịnh nhục. Lúc đó tôi cũng không sắp kiến vào hạng có sinh mạng, vì thấy nó quá nhỏ. Sau khi gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, từ Ngũ Đài Sơn quay về nhà, tôi lại vấp phải vấn đề ứng phó với kiến. Tôi đi mua bột DDT, nghĩa là thuốc diệt côn trùng, về rắc khắp nơi cần thiết rồi. Đột nhiên nghĩ lại, kiến không phải là cũng có mạng sống sao? Chúng nhất định biết suy nghĩ, nếu không sao lại sống rất có tổ chức và kỷ luật. Trong lòng tôi bỗng thấy bất an. Nhớ đến lời sư phụ dạy, tôi cảm thấy quá xấu hổ và đột nhiên niệm sợ hãi nổi lên mãnh liệt. Mấy năm nay tôi giết kiến không đếm xuể, ắt sớm muộn gì chúng cũng tìm tôi tính sổ thôi. Bây giờ tôi còn rắc thuốc diệt côn trùng, chẳng biết sẽ giết hại bao sinh mạng nữa đây. Thế là tôi vội lau bột thuốc đi, dùng nước rửa sạch hết. Bởi vì lúc đó chỉ có mình tôi ở nhà, tôi liền nói lời tận đáy lòng mình với loài kiến đang bò trong sân. Kiến ơi kiến, quá khứ do tôi không biết, không hiểu đạo nên tôi đã giết kiến rất nhiều. Tôi mới vừa rắc bột độc đó, mặc dù đã tẩy rửa, nhưng ở trong các rãnh kẹt nơi cửa vẫn còn lưu độc. Các vị ngàn vạn lần chớ nên bò tới đó nha. Từ nay về sau tôi hứa sẽ không giết kiến nữa. Hy vọng các vị đi trụ chỗ khác, đừng có ở trong nhà hay nhà bếp hoặc trong sân. Nếu các vị mà cứ bò lung tung, lỡ tôi không thấy mà đạp chết thì các vị đừng trách. Tốt nhất là các vị nên sống gần bồn hoa, nơi đó không có nguy hiểm. Đừng vào nhà bếp làm phiền, tôi cũng sẽ không làm hại các vị. Tôi chỉ nói với kiến như vậy, cũng không hề nghĩ rằng nếu tôi không cho chúng vào nhà bếp thì chúng sẽ tìm thức ăn ở đâu. Mấy ngày sau con tôi mách: ba ơi, ngộ ghê á, nhà chúng ta không còn kiến nữa. Thực ra tôi đã quên bén việc này, bây giờ nghe con trai báo tin tôi mới sực nhớ đến lời mình nói mấy ngày trước. Thế là tôi bươn bả đi tìm lũ kiến nơi sân, phát hiện không còn con nào. Tôi nghĩ chắc không phải do thời tiết mà lũ kiến đi hết. Thế là tôi kiểm tra các vùng lân cận chung quanh, thấy vẫn đầy kiến. Lúc đó tôi kinh ngạc và hoan hỷ vô cùng. Tôi vui không phải vì kiến đi hết, mà do cảm thấy người cùng vật có thể giao lưu. Chỉ cần là lời nói tha thiết thực lòng, nhất định sẽ có cảm ứng. Lúc đó nếu như hàng ngày tôi biết rắc một ít thức ăn vụn gần bồn hoa cho kiến có lương thực mà sống thì đỡ tội kiến hơn. Nhưng khi đó tôi không nghĩ tới, chỉ biết yêu cầu kiến đừng vào phòng bếp, các phòng của mình mà thôi. Thế là chúng đành dời nhà. Tôi ở đây từ đó đến nay ngót 6 năm không còn con kiến nào xuất hiện. Trước khi quy y Phật Pháp, tôi vẫn là kẻ tạo nhiều tội như sát sinh, ăn thịt, uống rượu. Có thể nói khởi tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp gây lỗi.
Thế thì vì sao có được cảm ứng như thế này chứ? Một là nhờ thành tâm mà chiêu cảm, hai là nhờ Phật, Bồ Tát gia trì. Đức Phật có lòng đại từ bi phổ độ tất cả chúng sinh, bất kể là ai, chỉ cần họ có chút thiện tâm thì Phật đều dùng phương tiện thiện xảo để hóa độ, hướng dẫn họ đi vào con đường dứt ác hành thiện. Cổ đức xưa có câu: muốn cho kia nhập Phật trí, trước phải dùng dục câu dắt. Tôi thuộc hạng người ngu muội vô trí, nương vào sách kinh dạy dỗ, nhưng không thể vừa nghe là tin thọ liền. Chỉ khi nào tận mắt chứng kiến thì mới có thể thu phục được tôi. Đây cũng là duyên cớ vì sao từ khi học Phật rồi, tôi chịu tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho chúng sinh. Thêm một chuyện hay nữa, sư đệ Quả Bồi của tôi từ Hà Nam tới, chú kể mình đã áp dụng phương cách như tôi chỉ bày tương tự trên đây để đối phó với nạn nhiều chuột nơi nhà mình. Chú cũng nói với chuột như vậy, ấy nấy nhận lỗi, hứa rằng từ đây về sau nhất quyết chẳng giết hại chuột nữa. Sau đó hàng ngày chú bỏ chút thức ăn thừa vào đĩa để cố định ở chỗ có chuột. Mới đầu á, không những chuột ăn đồ trong đĩa mà còn ăn lan sang các thứ khác và vẫn tiếp tục cắn phá làm hư các thứ trong nhà. Sư đệ Quả Bồi liền nói với chúng: ngày xưa tôi giết chuột rất nhiều, các vị hận tôi là đúng. Từ nay về sau, mỗi ngày tôi xin tụng 30 biến chú Đại Bi để hồi hướng, cầu cho chư vị chuột bị tôi giết chết được vãng sinh thiện đạo. Khoảng 3 tháng sau, chuột chỉ dùng thức ăn trên đĩa, không còn cắn phá bất cứ thứ gì khác trong nhà. Một hôm, em gái Quả Bồi đến nhà anh ở một thời gian, thấy anh trai hàng ngày cho chuột ăn, bèn cười nhạo anh mình quá ngây thơ khờ khạo. Cô không thể nào tin là chuột có thể nghe người nói. Dùng cơm tối xong, cô đặt một bánh bao trên bàn. Kết quả, ngày hôm sau bánh vẫn còn nguyên không bị động tới. Như thế 3 ngày, chuột chỉ ăn thức ăn để trong đĩa. Mặc dù thấy quái dị hết sức, nhưng cô không nói gì. Lạ hơn nữa là khi cô giặt y phục mình, phơi xong thì lấy vào xếp cất chung chỗ cùng đồ anh trai và chị dâu. Vậy mà chuột chỉ cắn phá đồ của cô, không hề động đến đồ vợ chồng Quả Bồi. Làm sao chuột có thể phân biệt như thế chứ? Cô bắt đầu tin và bày tỏ quyết tâm: sau khi về nhà mình sẽ không bao giờ giết chuột nữa. Sau đó chuột ở nhà Quả Bồi cũng tuyệt tích luôn. Hai câu chuyện tôi kể trên đây, độc giả có thể dựa theo tình huống nhà mình mà xử lý. Tóm lại, phải cư xử với những loài mà chúng ta gọi là hạng côn trùng phá hoại y như người. Phải hiểu là hễ ta càng giết thì chúng sẽ càng căm hận ta. Bất kể loài vật nào, dù lớn hay nhỏ, chúng đều có thể phân biệt được thật lòng hay giả dối. Do bởi trước đây chúng ta giết vật quá nhiều, nên đừng có nôn nóng mong rằng chỉ cần nói vài ba câu, tụng mấy bộ kinh là chúng sẽ răm rắp nghe theo, hết hận ngay. Bạn cho là loài kiến ngu ư? Thế thì tại sao chúng biết trước khi nào sắp mưa lũ lụt nhiều mà lo di tản dời ổ? Vì vậy, muốn dứt ác đoạn thiện thì bạn phải kiên nhẫn, bền chí để vượt cho qua các ải khảo nghiệm khó khăn chúng dành cho ta, và luôn ghi nhớ điều này, phải cực kỳ kiên nhẫn. Chỉ có tâm thành mới có thể cảm động được chúng. Sau khi tôi không giết muỗi nữa, muỗi vẫn vào nhà cắn chích. Nhưng tôi đợi chúng từ trên tường hoặc chỗ nào đó rớt xuống thì dùng một cái ly hoặc lọ bình lượm muỗi bỏ vào trong đó. Kể đến dùng giấy bịt lại, chọc thủng cho có lỗ thông hơi. Rồi tôi bắt đầu khai thị, nói: muỗi không nên cắn người. Sau đó tôi niệm Phật, truyền tam quy cho chúng, rồi thả chúng ra chỗ xa. Tôi làm vậy kiên trì 2 năm. Muỗi vào nhà rất ít, có cắn chích thì chỉ nổi mụn nhỏ, cũng không ngứa dữ và tiêu tan rất nhanh. 10 năm sau, nhà tôi rất ít bị muỗi cắn. Xin giới thiệu cách này cho đồng tu tham khảo. Làm ruộng sinh côn trùng. Anh bạn nông dân của tôi dùng cách tụng 49 biến chú Đại Bi vào nước phun xịt, thấy cũng có kết quả tốt. Còn nếu như bạn muốn xịt thuốc trầy
thì hãy thông báo cho côn trùng hay trước 3 ngày. Tóm lại, phải thật sự có tâm yêu thương loài vật, biết sai thì cải hối mới được. Nếu chỉ hy vọng vào việc tụng mấy bộ kinh, đọc mấy biến chú, côn trùng cũng không thể hết dễ dàng. Bởi tất cả do tâm tạo, chứ không phải do kinh, chú. Việc niệm Phật, tụng kinh, chú chỉ là trợ duyên mà thôi. Với các côn trùng trong nhà, như loài gián chẳng hạn, bạn muốn xịt thuốc thì phải thông báo trước 3 ngày, thỉnh chúng nhanh chóng dời nhà, sau đó mới quét dọn vệ sinh. Đến hạn kỳ, nếu như chúng vẫn còn thì có thể quét dọn, nhưng không nên cố ý làm chết chúng. Đồng thời khi quét, bạn niệm Phật, tụng chú Vãng Sanh, chú Đại Bi, gì cũng đều tốt, hầu giúp siêu độ cho những loài vật bị chúng ta vô ý làm tổn hại, bao gồm cả những lúc cuốc đất cày bừa. Hòa thượng Diệu Pháp nói rằng, làm như vậy tương đối đúng pháp, lâu dần chúng sẽ không còn nữa. Còn nếu bạn là người không chỉ dứt ăn mặn mà còn là người tu đã đoạn dâm dục, nếu bạn bảo chúng hôm nào dời nhà thì đến thời hạn đó bạn sẽ không thấy chúng nữa, bởi vì công đức bạn có đủ để giúp chúng ly khổ đắc lạc. Giống như quốc vương, đại thần mà muốn tuyên bố một người nào được giàu thì chỉ một câu thôi là có thể thành ngay. Thế nhưng nếu một người bình thường tốt tính mà muốn dạy cho người nghèo con đường phát tài thì phải cần thời gian. Cho nên chỉ cần bạn lo bồi đức lập hạnh, phẩm chất cao thượng, luôn giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh thì cảnh sẽ chuyển tốt, tương ưng với tâm. Tình huống mỗi nhà bất đồng nên quý vị hãy tự mình xem xét giải quyết. Ha ha ha,